mình lui, cảm thấy bản thân dễ thương thiệt mà. Chào chị Cú Dền. Ôi, dạo này chị ăn diện hẳn ra đó ha. Sẵn tiện giúp chị chụp tấm hình đi khoai tây. Gì chứ, chụp hình là nghề của em mà. Nè, chị tạo dáng nè, chụp cho đẹp nha. Sao, bên ngoài chị vừa tròn, vừa béo. Chị thon thả, đẹp tự nhiên thế này mà em nói chị mập sống ảo hả? Em chỉ nói sự thật thôi. Để chị dạy cho em một bài học cho em nhớ đời nha. Chị tha cho em đi. Khoai tây, cô Dền, dừng tay lại. Trời ơi, có chuyện gì thì hai đứa từ từ giải quyết. Mâu thuẫn gì mà phải đánh nhau như vậy? May quá, anh Quỳnh Đông tới đây. Đừng cứu rồi. Có chuyện gì, hai đứa kể rõ ràng cho anh nghe đi. Anh sẽ phân xử công bằng cho. Anh Quỳnh Đông ơi, anh có thấy em đẹp không? Khoai tây nói là em béo ú kìa. Thì có sao, nói vậy thôi ạ. Được rồi, để anh coi. Không phải là anh kỳ thị về ngoại hình, nhưng mà đúng là Cú Dền béo thiệt. Không thể như vậy được. Hình như con người thì béo bụng mà buồn phiền, khóc lóc phải không ta? Giáo cổ Lam, là em đúng không? Em vẫn rạng rỡ như xưa nha. Em có cách giúp chị Cú Dền giảm béo nữa nè. Nhưng mà đừng nói là tập thể dục nha, chị làm biếng lắm. À, làm biếng tập thể dục hả? Thì ra nguyên nhân béo phì của Cú Dền là đây. Vậy mà vu oan cho mình là mình nói sai sự thật. Đừng có lo nha, đã có trà giảo của Lam hỗ trợ giảm cân. Ôi, thật vậy sao giảo của Lam? Mời mọi người vào bếp để Đất Thực Khỏe giới thiệu món mới vô cùng hấp dẫn nha. Đất Thực Khỏe chào Quỳnh Đông, Cú Dền và khoai tây. Hôm nay Đốc Tờ Khỏe sẽ giới thiệu món trà giảo cổ Lam kết hợp với cây xạ đen cà ga leo nha. Nhưng mà cách chế biến món trà này có đơn giản không Đốc Tờ Khỏe? Đầu tiên là cần 30g giảo cổ Lam, 30g xạ đen, cà ga leo 20g, nước sôi 1,5 lít và bình giữ nhiệt. Dạ, cách pha rất đơn giản hả? Cho tất cả nguyên liệu vào bình giữ nhiệt, sau đó đổ thêm 1,5 lít nước sôi, đậy nắp và ủ trong thời gian 30 phút là có thể sử dụng được. À, hay quá. Nhưng mà món trà này có tác dụng thế nào cho sức khỏe của mình? Đốc Tờ Khỏe có thể chia sẻ cho quý vị khán giả biết được không? À, giảo cổ Lam kết hợp với cây xạ đen và cà gai leo sẽ tạo nên một thức uống thơm ngon, bổ dưỡng, phòng chống ung thư, giúp phòng chống bệnh tiểu đường và viêm gan B. Chà chà, trà giảo cổ Lam có nhiều tác dụng quá. Nhưng mà khi mà mình sử dụng á, mình có cần phải lưu ý điều gì không Đốc Tờ Khỏe? Khi dùng giảo cổ Lam, nên lưu ý một điều. Người có sẵn bệnh huyết áp thấp thì hãy uống trà giảo cổ Lam sau khi ăn no. Cú Dền, em đã nghe những gì mà Đốc Tờ Khỏe chia sẻ chưa? Dạ, em hiểu rồi ạ. Bình thường, thân hình chị cũng mũm mĩm, nhìn dễ cưng lắm đó. Chà chà, em nói thật làm sao khoai tây? Nhưng chị cũng nên giảm cân để có được thân hình mong muốn nha chị. Điều đó là tất nhiên rồi. Như vậy là vui cả nhà rồi đúng không? Nhưng mà tiếc quá, thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Quỳnh Đông, Đốc Tờ Khỏe và tất cả các bạn nhỏ xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại ở chương trình lần sau nha. Chào tạm biệt, bye bye.